Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế tổ chức ngày hội tốt nghiệp và tuyển dụng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn và có nhu cầu lao động trong tuyển dụng nhân sự. Đây cũng là cơ hội để sinh viên có thể tìm kiếm được việc làm như mong muốn ngay sau khi rời khỏi giảng đường. Chương trình nhận được sự quan tâm và tham gia của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bởi nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề sau dịch Covid-19 là rất lớn. Hiện tại thì CV Việt Nam cũng đang chú trọng đến việc tuyển dụng và để xây dựng một dự án rất là lớn ở Bình Phước, đó là dự án về xuất khẩu với là 1 triệu con trên một tuần. Tôi cho rằng là có biết liên kết được với doanh nghiệp, tức là đào tạo và việc làm với doanh nghiệp để hai bên cùng tạo ra một cái sản phẩm. Bởi vì khoa công nghệ công nghệ không phải họ đào tạo ra sinh viên mà họ xem đó là một cái sản phẩm của khoa công nghệ công nghệ và được nhà tuyển dụng tiếp đó. Đây là một trong những cái mà tôi cho là bước đột phá của trong ngành nguồn nhân lực. Về phía trường Đại học Nông Lâm, công tác đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp được xem là chìa khóa để khẳng định mình. Trong suốt quá trình học tập, sinh viên được tạo mọi điều kiện để thực hành ngay tại các doanh nghiệp, tham dự các buổi nói chuyện, hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và hành trang lập nghiệp với các diễn giả doanh nhân. Và đến khi làm đề tài tốt nghiệp, nhà trường cũng sẽ mời các đơn vị sử dụng lao động tham gia cùng hội đồng đánh giá năng lực của sinh viên khi tốt nghiệp. Sinh viên mà ra trường như chúng em thì tất nhiên là nó sẽ khó phải chen chân vào, vì các anh chị trở thì họ sẽ có nhiều kinh nghiệm rồi nên họ làm việc sẽ tốt hơn mình. Nhưng không phải vì lo lắng mà bọn em lại không dẫn thân vào, mà bọn em cũng phải mềm dàn để mình thử sức. Trong cái xu hướng chung của đại dịch Covid-19, tình hình việc làm rất là khó khăn. Tuy nhiên khoa dựng được truyền thống tốt đẹp của các doanh nghiệp, các công ty, các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như toàn quốc luôn luôn về phỏng vấn và tuyển dụng. Đây là một điều đáng mừng và khoa liên tục tổ chức và duy trì miết để cho sinh viên khi ra trường có việc làm ổn định và phát triển nghề nghiệp để được đào tạo tại trường. Ngay trong ngày hội, không ít sinh viên đã có thể tìm được việc làm phù hợp với mình. Đây thực sự là những hoạt động có ý nghĩa đáp ứng nhu cầu việc làm cấp thiết của các đơn cử nhân và các doanh nghiệp, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.